Gió Tây Nam không chỉ khiến cho sóng to gió mạnh trên biển mà còn gây mưa lớn trên đất liền Tây Nguyên và Nam Bộ. Thời gian mưa dồn dập tập trung từ chiều đến tối nay. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 110mm, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa to gây lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại nơi trũng thấp các đô thị. Dự báo mưa to sẽ còn kéo dài nhiều ngày. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nhiều vùng biển trong hôm nay có thời tiết xấu, mưa dông, gió mạnh. Trong đó, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, phía Bắc khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Ninh Thuận tới Cà Mau gồm đảo Phú Quý, Côn Đảo, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau tới Kiên Giang gồm các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trời mưa dông dễ kèm theo lốc xoáy. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Vâng, để đảm bảo an toàn thì bà con cần phải thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để có thể quyết định cái tuyến hành trình của tàu cho phù hợp, tránh đi vào những cái vùng biển mà có cấp sóng hoặc là cấp gió vượt qua cái giới hạn cho phép của tàu thuyền. Vâng, còn trên thế giới thì Tây Ban Nha hôm qua đã ban bố cảnh báo đỏ mức cực kỳ nguy hiểm về mưa lũ tại thủ đô Madrid và một số khu vực ở miền Nam nước này. Cảnh báo cam cũng đã được đưa ra tại một số vùng ở miền Trung và miền Đông nước này. Vâng, riêng tại thủ đô Madrid thì người dân được khuyến cáo là ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Khu vực này đang gánh chịu lượng mưa xối xả và một cơn bão quét qua. Các trận thi đấu thể thao đã phải tạm dừng, hoạt động giao thông ở nhiều nơi bị ảnh hưởng. Nhiều chuyến bay phải hủy hoặc là tạm hoãn, dịch vụ đường sắt cũng bị đình trệ do một số nơi ngập mất đường ray. Bão Haikui chiều tối qua đã đổ bộ vào đảo Đài Loan, Trung Quốc, kéo theo mưa lớn, gió mạnh và 21.000 hộ gia đình đã mất điện. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo này trong 4 năm qua. Theo thông tin ban đầu thì có 2 người bị thương. Chính quyền tại huyện Hoa Liên đã ban hành cảnh báo lũ quét do ảnh hưởng của bão. Các trường học và văn phòng xung quanh khu vực phía Nam và phía Đông của đảo Đài Loan, Trung Quốc đã được lệnh đóng cửa trong ngày hôm qua để đề phòng ảnh hưởng của mưa bão. Nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh cũng phải đóng cửa để chống bão. Gần 4.000 người đã được sơ tán khỏi những vùng có nguy cơ cao. Hơn 200 chuyến bay đã bị hủy. Cũng do ảnh hưởng của cơn bão quốc tế Haikui, sau khi phải hủy và lùi một số chuyến bay trong ngày hôm qua, Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh lịch bay đến và đi từ Đài Loan, Trung Quốc trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 9. Cụ thể là hãng hủy các chuyến bay VN587 từ Cao Hùng đi Hà Nội, VN581 từ Cao Hùng đi Thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyến bay VN579 từ Đài Bắc về Hà Nội và VN571 từ Đài Bắc về Thành phố Hồ Chí Minh trong hôm nay lùi giờ khởi hành 4 tiếng so với kế hoạch. Do vậy, theo đại diện của Vietnam Airlines thì một số chuyến bay nội địa Việt Nam có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do máy bay về muộn. Tối qua trên địa bàn xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ trên cát và đồng cỏ lớn với khoảng 30 ha. Người dân phát hiện đám cháy từ trưa qua và thông báo tới các cơ quan chức năng. Do thời tiết khô nắng cùng với gió thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng sang khu vực rừng phòng hộ. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn, phải tăng cường phương tiện và nhân lực liên tục. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Tuyến đường Sao Bọng, Đăng Hà, tuyến đường huyết mạch từ tỉnh Bình Phước đi tỉnh Lâm Đồng đã bị sạt lở ở một số đoạn tuyến do mưa lớn kéo dài 3 ngày qua. Như tại khu vực dốc 5 cây, đất đá trên đỉnh đồi bị sạt lở xuống lề đường, gây cản trở giao thông và đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở do trời tiếp tục mưa. Một đoạn ta luy âm dài khoảng 15 mét ngang cũng bị sạt lở ăn sâu vào lòng đường nhựa khoảng 0,5 mét. Một số đoạn cống thoát nước ngang đường cũng bị trôi xuống khu vực sâu khoảng 10 mét. Tiềm ẩn nguy cơ có thể sạt lở ăn sâu vào lòng đường, làm trôi hết đường nhựa. Còn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, những ngày vừa qua có mưa vừa và mưa to. Dự báo các tỉnh khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa trong những ngày sắp tới. Và nguy cơ sạt lở, ách tắc giao thông trên các cung đường đèo cũng trên đường đèo từ để đến với thành phố Đà Lạt cũng là rất cao. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Đèo Mimosa trên tuyến quốc lộ 20 đang thực hiện việc nâng cấp cải tạo còn dang dở.
thì hiện nay trên tuyến đường đèo này đã xuất hiện nhiều vị trí sạt lở mới. Ví dụ như vị trí này, điểm sạt lở rộng từ 3 đến 4 mét và sâu đến cả chục mét. Trong lúc đèo Bren đóng cửa để thi công mở rộng, thì đèo Mimosa là trục đường chính nối các tỉnh vùng Đông Nam Bộ với thành phố Đà Lạt. Trong những ngày nghỉ lễ này, dự kiến dòng người và phương tiện di chuyển qua cung đường đèo này sẽ tăng đột biến. Tuy nhiên, dự báo thời tiết có mưa nên nguy cơ sạt lở trên các cung đường đèo là khá cao. Do đó, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông cũng đã sẵn sàng các phương án để ứng phó. Cái nguy cơ sạt lở đất ở các cái tuyến đường là rất cao, đặc biệt là khu vực đèo Bảo Lộc. Do đó, đối với đơn vị chúng tôi đã tổ chức cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ trực chiến 100% và phối hợp với các đơn vị chức năng giải tỏa kịp thời các cái điểm sạt lở nhằm đảm bảo cái trật tự an toàn. Đường cong cua lại có mưa thường xuyên nên nguy cơ tai nạn dẫn đến áp tắc giao thông luôn tiềm ẩn. Hiện nay mỗi ngày có không dưới 5.000 lượt phương tiện di chuyển qua đèo Bảo Lộc và đèo Mimosa. Dòng phương tiện đông đúc, lòng đường lại nhỏ hẹp và có nhiều vị trí sạt lở nên người tham gia giao thông qua các cung đường đèo này cần đặc biệt cẩn trọng. Nguy cơ sạt lở ở các cung đường đèo núi là rất lớn. Người dân khi mà tham gia giao thông ở những khu vực này thì cần chú ý quan sát và cảnh giác trước khi mà đi qua những khu vực có biển báo sạt lở. Nhất là trong ngày hôm nay khi mà nhiều người dân sẽ có xu hướng là di chuyển từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ mà trời còn mưa lớn thì nguy cơ sạt lở vẫn luôn thường trực. Phú Quốc có nhiều bãi biển đẹp để ngắm, nhiều điểm để vui chơi. Đi nghỉ lễ mà gặp mưa thì quả là một điều đáng tiếc. Chính quyền địa phương và các khu du lịch có những giải pháp gì để hỗ trợ cho du khách? Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Hoàng Dung thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố Phú Quốc để biết rõ hơn. Xin chào chị Hoàng Dung, xin chị cho biết là những ngày qua, những du khách phải ở lại thành phố Phú Quốc do tàu ngưng chạy đã được hỗ trợ những gì? Ghi nhận 2 ngày qua, những du khách ở lại thành phố không quá đông như những lần trước. Đến chiều hôm qua thì lượng du khách đã giảm nhiều vì đường hàng không vẫn hoạt động bình thường. Một số du khách có công việc đã chọn cách đi bằng máy bay. Nhờ chủ động trước, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra các khách sạn, cơ sở lưu trú không tăng giá phòng, đảm bảo phòng nghỉ cho du khách mắc kẹt ngoài đảo. Đồng thời tuyên truyền đến các nhà hàng, quán ăn không tăng giá bán. Thời tiết ở Phú Quốc hiện nay thì như thế nào? Thông tin mà chị có được thì hôm nay tàu phà từ đất liền về Phú Quốc có chạy hay chưa ạ? Hôm qua thì thời tiết ở Phú Quốc đã giảm mưa, thậm chí có thời điểm có nắng ráo. Tối qua nhiều du khách đã đổ ra đường đến các hàng quán ở thành phố ăn uống vui chơi. Qua trao đổi nắm thông tin thời tiết từ các cơ quan chức năng, hôm nay thời tiết trên biển Tây Nam còn diễn biến xấu do ảnh hưởng của áp thấp. Khả năng tàu phà từ đảo Phú Quốc vào đất liền tiếp tục ngưng chạy là rất cao. Nhưng để biết chính xác thì phải chờ thông báo từ cảng vụ hàng hải Kiên Giang vào lúc 7 giờ sáng nay. Xin được cảm ơn phóng viên Hoàng Dung với những thông tin vừa rồi. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023, hệ thống sông khắp cả nước sẽ bắt đầu xuất hiện lũ, cảnh báo nguy cơ gây ngập lụt vùng trũng thấp, khu đô thị và ven sông. Thông tin từ Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tổng lưu mưa tại khu vực Nam Bộ sẽ cao hơn khoảng 5 đến 10% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trên sông Cửu Long từ nay đến tháng 10 tới, tổng lượng dòng chảy trên sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 5 đến 15%. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có xu thế lên dần và có khả năng đạt đỉnh vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm nay ở mức dưới báo động 1 đến báo động 1.